Mọi người, tôi là Đinh Thành Huân. Tôi học level 1 từ tháng 10 và đến giờ là tháng 10 năm 2016. Và đến bây giờ được khoảng hơn 3 tháng. Và hôm nay tuần này thì tôi bắt đầu học level 2 K3. Và tôi cảm nhận cái khóa level 2 K3 này có một sự khác biệt rất lớn so với level 1. Mặc dù trong mới học level 1 thì nhưng tôi cũng được tham gia vào cái cộng đồng của anh em level 2 K2 và được update thêm một số kiến thức trong level 2. Nhưng đến thời điểm này thì level 2 K3 có một sự đột biến rất là lớn về đặc biệt là về tư duy và về các công cụ hỗ trợ cho giao dịch được tốt hơn, tìm ra điểm bảo lệnh được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là các bộ công cụ này thì nó cảm thấy là nó đơn giản hơn trước kia tôi hiểu và nó thực tế hơn và dễ dùng hơn. Thì hy vọng là những cái bộ công cụ này về thì tôi sẽ áp dụng được nhuần nhuyễn hơn và tiến xa hơn sau khóa học này. Và xin cảm ơn.